Luận giải Thái Tuế năm Giáp Thìn 2024 Chia buồn với bổn con giáp đương đầu Thái Tuế vận trình xuống dốc, họa hại trình rập Con giáp Phạm Thái Tuế năm 2024 gồm những con giáp nào và những con giáp ấy sẽ gặp phải những khó khăn, thách thức gì trong cuộc sống Thái Tuế tức Thái Tuế Tình Quân hay Tuế Quân là tên của một vì sao, đồng thời cũng là tên của một vị thần cai quản Trần gian. Người ta quan niệm mỗi năm có một vị thái tuế tinh quân cai quản, gọi chung là đường cai thái tuế, niên thái tuế hay lù niên thái tuế. Phạm thái tuế là gì? Phạm Thái Tuế thực chất chính là xung với Thái Tuế. Nói đơn giản tức là nam sinh của con giáp cầm tinh của ai xung với con giáp của năm thì gọi là Phạm Thái Tuế. Nhân dân ta thường quan niệm thấy sao Thái Tuế chiếu trên đầu không hỷ thì cỏ họa hoặc động thổ trên đầu Thái Tuế. Cho thấy từ xa xưa ông bà ta đã rất kiên dè sức ảnh hưởng của Thái Tuế. Trong năm Phạm Thái Tuế, gia chủ làm điều gì cũng gặp phải khó khăn, trắc trở. Mọi phương diện cuộc sống từ sự nghiệp, tài chính, tình duyên, sức khỏe đều có những dấu hiệu xuống dốc. Vì vậy, làm việc gì cũng cần cẩn trọng và đề phòng hạn chế những điều không như ý. Các hạn tội thái tuổi Thái Tuế bao gồm. 1. Trực Thái Tuế. Tới năm tuổi của con giáp nào thì con giáp đó phạm trực thái tuế. Vì có 12 con giáp nên chu kỳ này sẽ lặp lại 12 năm một lần. Người trực thái tuế gặp nhiều chuyện buồn bực, muộn phiền, công sức bỏ ra trừ trác đã thu được thành quả như mong muốn. 2. Sùng thái tuế Sùng ở đây chỉ mối quan hệ lục sùng trong địa chi, gồm có như sau. Tý ngọ, Sửu mùi, dần, thân, mão Chậu thần tuất và tỵ hợi trong năm gặp hàng xung thái tuế bản mệnh phải đối diện với nhiều thách thức biển động mà không có ai trợ giúp nên bắt tay vào làm việc gì cũng khó khăn ba hình thái tuế hình chỉ mối quan hệ của các con giáp dần tỵ thân sửu mùi tuất và tỷ mão người gặp hình thái tuệ trong năm dễ vưỡng thị phi do tiểu nhân quấy phá, cẩn trọng việc kiện tụng, thậm chí gặp tai họa bất ngờ. 4. Hại thái tuệ Hại chỉ mỗi quan hệ lục hại của 12 con giáp bao gồm tỷ mùi, sổ ngọ, dần tỵ, mão thìn thân hại và dậu tuất. Trong năm nay, bản mệnh gặp nhiều khó khăn bất trắc công việc dễ vướng những rắc rối giữa chân tay vận lẫn sự nghiệp khó có bước đột phá năm phá thái tuế phá chỉ mỗi quan hệ tương phá bao gồm các cặp con giáp sau đây cặp con giáp tỷ dậu mão ngọ sửu thân thân tỵ dần hợi và mùi tuất người gặp hạn phá thái tuế vận may xa xúc dạy hào tài tổn của trong việc làm ăn bị tiểu nhân quẩy phá. Vậy bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi nào phạm thái tuế? 1. Tuổi Sửu phạm phá thái tuế 2. Tuổi mão phạm hại thái tuế 3. Tuổi thân phạm trực thái tuế và 4. Tuổi tuốt phạm sung thái tuế Tuổi phạm phá thái tuế luận về phương diện sự nghiệp trong năm phạm vào cục diện phá thái tuế, người tuổi sổ quá cứng đầu, cứng cổ, thiếu sự linh hoạt khi giải quyết những vấn đề nên dễ dậm chân so với những người xung quanh. Thậm chí bỏ lỡ những cơ hội ngay trước mặt một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao cũng vướng phải nhiều mâu thuẫn, tranh chấp. Bản mệnh người tuổi sổ cần bình tĩnh tìm ra cách giải sự lý và những khúc mắc giữa đôi bên sao cho hài hòa, khéo léo, hạn chế xung đột với người khác là điều cần được ưu tiên hàng đầu. Cách hành xử nóng nảy chỉ khiến bạn tự tạo thêm cho mình kẻ thù, khiến công việc tiến triển thêm phần khó khăn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đừng ganh đua, hay khoe khoang, hậm hĩnh quá mức. Dù có muốn nêu ra quan điểm hay góp ý kiến với người khác bạn cũng nên có những cách hành xử và nội năng phù hợp, đừng để lại ấn tượng xấu cho người khác. luận về phương diện tài chính trong năm giáp thìn này, tình hình tài lộc của bản mệnh chưa thể có những bước tiến như ý muốn. vì vậy, còn giáp người tuổi sửu nên ưu tiên cho các công việc chính, tránh âm đơm, phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng lúc. nếu có thời gian, hãy tìm cách nâng cao chuyên môn cho mình. Sự thiếu nhạy bén về việc đánh giá các cơ hội cũng là yếu tố khiến cho con giáp này không có được nguồn tiền bạc như mong đợi. Do ảnh hưởng của các hung tin, bạn thường đưa ra những phán đoán có phần trụ quan hoặc quả ngây thơ nên dễ bị lừa lọc. Những người làm công việc kinh doanh buôn bán nên suy nghĩ kỹ càng trước khi mở rộng quy mô làm ăn. Trong năm đầy sóng gió này, bạn cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội, kẹo soi hỏng bỏng không, vất vả mà cuối cùng chẳng thu lại được điều gì. Luận về phương diện tình cảm Những bất đồng, cãi vã có thể thường xuyên xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia, gây ra những ảnh hưởng không tốt cho tình yêu của cả hai. Vì vậy, còn giáp ngư tuổi sổ hãy cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Đừng nói ra những lời nóng nảy gây tổn thương cho nửa kia. Các cặp vợ chồng nhiều mâu thuẫn nảy sinh cũng khiến đôi bên đều mệt mỏi. Xong, bạn không nên chọn cách tản lờ các vấn đề. Nếu mọi chuyện không được giải quyết nhanh chóng thì sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn tới đổ vỡ trong cuộc sống thường ngày, bạn nên giao tiếp quan tâm nhiều hơn tới các thành viên trong gia đạo. Những hành động giúp đỡ tưởng là nhỏ nhặt cũng có thể kéo giúp khoảng cách giữa cả hai gần nhau hơn. 2. Tuổi mạo, phạm hại thái tuổi Luận về phương diện sự nghiệp Theo tử vi năm giáp thìn 2024 của người tuổi mạo cho biết, Bản mệnh sẽ gặp phải cục diện hại thái tuế, chính vì vậy mà công việc xuất hiện rất nhiều phưởng mắt. Thời điểm hiện tại, những chú mèo nên ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì suy nghĩ viễn phong, chạy theo những điều thiếu thực tế. Dù muốn nhanh chóng gặt hải thành công như thế nào, bản mệnh người tuổi mạo cũng không được nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp mọi giá để đạt được thành quả như mong muốn. Những hành vi xài trái có thể khiến bạn vướng vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm pháp luật sau này. Ngoài ra, con giáp này cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân gành ghét kinh gặp xung quanh mình. Hãy luôn giữ tinh thần, thẳng không kêu, bại không nản Luôn khiêm tốn, lắng nghe mọi người xung quanh, trở nên áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Dù vừa gặt hải được thành công cũng trở nên lơ là chủ quan luận về phương diện tài chính trong năm giáp thân nhìn chung người tuổi mão trở nên khá hạn hẹp bạn chỉ nhìn thấy món hời nhỏ trước mắt mà bỏ qua những tiềm năng về lâu về dài đến khi bạn nhận ra được sai lầm của bản thân thì đã quá muộn những chú mèo có nhiều thời điểm thói quen tiêu tiền hoang phí, mua sắm nhiều thứ hào nhõn nên sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Bản mệnh người tuổi mão cần ý thức được tuổi của mình có bao nhiêu tiền trước khi mở hầu bao. Nếu không, cả năm sẽ luôn chạy vại vay mượn của người khác. Hãy từ bỏ các ý định đầu tư mạo hiểm hoặc đam mê cờ bạc đỏ đen bởi không có khoản tiền nào từ trên trời rơi xuống, nếu không bỏ công sức lao động thì không thể có tiền trong năm nay. Ngoài ra, còn giáp này cũng nên hạn chế cho người khác vay tiền, kẻo khó có thể thu hồi được. Luận về phương diện tình cảm gia đạo, không khí gia đình của người tuổi mão trở nên căng thẳng trong năm giáp thân bởi vợ cho bạn thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay đụng chân ngay trước mặt con cái. Đây là tình trạng rất đáng báo động, bởi hai bạn không chỉ đang tổn thương lẫn nhau mà còn tổn thương tới cả con cái. Hãy dẹp bỏ tỉnh cảo cảnh đa nghi của mình. Mỗi khi có vấn đề nảy sinh, bạn nên tin tưởng chia sẻ với nửa kia để đôi bên cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Còn nếu bạn vội vàng áp đặt và buộc tội nửa kia của mình thì mỗi quan hệ sẽ ngay lập tức xảy ra rạn nứt, khó có thể bình yên được. 3. Người tuổi thìn phạm trật thái tuế Luận về phương diện công danh sự nghiệp Theo tử vi năm giáp thìn 2024 của người tuổi thìn cho biết trong năm tuổi của mình, còn giáp người tuổi thìn sẽ gặp nhiều phiền não áp lực do thái tuệ gây ra. Dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng khó có thể thuận buồm xuôi gió. Lúc nào cũng có thể có những rắc rối nửa chân xuất hiện cản trở bước chân của bạn. Với những người mới khởi nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh buôn bản vì thiểu kinh nghiệm và chưa biết nắm bắt thời cơ phù hợp, nên bạn sẽ phải và vấp rất nhiều, thậm chí dù đã tốn cả công sức lẫn tiền bạc mà vẫn trước lấy thất bại. Vì cái tôi cá nhân quá cao nên bạn còn dễ xảy ra bất đồng với những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, chủ động gây hấn sẽ chỉ càng khiến cho bạn thêm nhiều bất lợi, tốt nhất nên chăm chỉ làm tốt việc của mình, giữ thái độ dĩ hòa, dị quỷ và khiêm tốn. Luận về phương diện tài chính, công việc vốn đã khó khăn lại thêm việc tiền bạc đòi nón ra đi mà không gõ lý do khiến cho bản mệnh thường xuyên căng thẳng, áp lực. có thể tình hình khó khăn chung khiến bạn khó phát huy trọn vẹn năng lực của mình. vì thế bạn không nên quá vội vã, nóng nảy. cần xác định rõ định hướng của mình trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. thời điểm này bản mệnh không nên coi thường các khoản thu nhỏ, bởi có câu tích tiểu thành đại nếu chăm chỉ làm lụng và tích góp thì kiểu gì bạn cũng sẽ có sổ tiền dư giả còn nếu luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn thông qua các dự án đầu tư và quản lý tài chính khổng lồ bạn có thể đánh mất tất cả công sức bảy lâu người làm kinh doanh nên đề cao vấn đề đạo đức đừng cố gắng làm giàu bằng các thủ đoạn bất hợp pháp nếu bắt tay vào những công việc không chính đáng thì sớm muộn gì bạn cũng vướng vào vòng lao lý kiện tụng. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Người độc thân dễ gặp phải vận đào hoa sẩu trong năm giáp thân, khiến tình cảm nhiều gian dở và bẻ ban. Tốt nhất con giáp người tuổi thân luôn thận trọng, chân tinh, không nên duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều người, nếu không dễ vướng vào những chuyện thị phi rắc rối. Với những người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng đứng trước thách thức khi có dự bảo kẻ thứ ba xuất hiện. Vì thế con nhấp này nên quan tâm hơn tới nửa kia của mình, đồng thời nên nghiêm cẩn giữ mình tránh xa cảm dỗ để không bị phá hỏng danh tiếng của bản thân và hạnh phúc hiện tại. Với các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, cả hai đều cần sự kiên nhẫn bao dung hơn. Từng để những cảm xúc bất ổn gây ra sự khó chịu cho nửa kia. Cách hành sự nóng nảy vô lý của bạn có thể khiến đối phương mệt mỏi, tình yêu dễ đứt gánh giữa đường. 4. Người tuổi tuốt phàm xung thái tuế Luận về phương diện công danh sự nghiệp dưới tác động của cục diện sùng Thái tuệ năm 2024 này, người tuổi tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn trục trặc. Dù có tinh thần hăng hái làm việc, nhưng bạn lại không nhận được sự ủng hộ của người khác, thậm chí còn có kẻ tiểu nhân ngấm ngầm chọc gậy bản xe. Vì vậy, điều mà bản mệnh cần chú ý nhất trong năm giáp thình này chính là các mối quan hệ xã giao hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiểu, đồng thời thận trọng trước những lời nịnh nọt, chở nghe theo những lời bùi tai kẻo đưa ra những quyết sách sai lầm, gây ảnh hưởng tới bản thân, thậm chí là cả tập thể. Ngoài ra, bản mệnh cũng hạn chế mâu thuẫn với cấp trên của mình. Nếu bạn nóng nảy, nói lời khó nghe thì dễ gây mất lòng đối phương, ảnh hưởng tới con đường tiến thân trong tương lai. Luận về phương diện tài chính, với người làm công ăn lương, công việc khó khăn, xã giao bất lợi khiến bạn rất vất vả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm nay, bạn cần hết sức cẩn thận để đảm bảo đồng lương của mình, hạn chế gây ra những tổn thất. Với người làm kinh tế, sức cạnh tranh trong năm rất lớn, nếu không thận trọng và tích lũy độ kiến thức chuyên môn thì dễ bị kẻ xấu dắt mũi, lừa gạt tiền bạc những cơ hội tưởng chừng ngon ăn có thể chỉ là cải bẫy được dàn sẵn cho bạn bất cẩn nhảy vào mà thôi. Năm nay, bạn không cần phải quá vội vàng mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình hoặc vội vã chạy theo xu thế của thị trường, kẹo sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn. Hãy tìm cách giữ vững chất lượng và tạo lòng tin với khách hàng. Đó là cải gốc giúp bạn phát triển ổn định trong tương lai luận về phương diện tình cảm gia đạo áp lực công việc và tiền bạc tăng lên rõ rệt khiến cho người tuổi tuất luôn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi thay vì việc đã thủng đụng nia khiến cho nửa kia phải chịu những cơn nóng giận vô cỡ thì bạn nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn với người còn độc thân, năm nay bạn có những cơ hội nên duyên với một ai đó hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Nếu bạn chỉ thích sống trong thế giới riêng, không quan tâm tới việc giao lưu, kết bạn, thậm chí có thái độ lạnh nhạt với những đối tượng được giới thiệu thì một nửa còn thiếu của bạn sẽ rất khó xuất hiện. Kiên kỵ gì trong năm Phạm Thái tuế Có thể thấy rằng trong năm Phạm Thái Tuế Giáp Thìn 2024, bản mệnh sẽ không tránh khỏi những vướng mắc trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Vì thế để hạn chế những điều xui xẻo, bạn nên tuân thủ pháp luật, đạo đức, không nên vì cả lời trước mắt mà bất chấp tất cả. Nếu bạn nảy sinh suy nghĩ hãm hại người khác để lợi ích cho mình thì sớm muộn gì bạn cũng phải đền tội cho hành vi của mình duy trì mọi quan hệ hòa hợp với mọi người xung quanh, tránh lời nói và hành động gây tranh cãi. Dù giữ vị thế như thế nào trong xã hội cũng hãy lắng nghe nhiều hơn là khoe khoang thể hiện. Đặc biệt là khi nóng giận còn chú ý kiểm soát hành vi ngôn ngữ của bản thân không tham gia vào các giao dịch mua bản đầu tư mạo hiểm, trở tình theo lời rủ rê sử dụng của người khác kẹo rơi vào cảnh hào tài tổn của, mất trắng tài sản của mình. Hạn chế các hoạt động rượu tre, đánh bạc, đua xe. Khi đầu óc không tỉnh táo thì hạn chế làm việc hoặc tham gia giao thông kẻo vướng phải những sự cổ đáng tiếc, thậm chí gây họa cho người khác. Tránh tham gia vào những hoạt động mạo hiểm, hạn chế tham gia vào buổi tang lễ, hạn chế đến những nơi rừng sâu, núi thẳm, bệnh viện, nhà xác vì những nơi này âm thịnh dương suy, gây tác động xấu tới sức khỏe và vận trình. Đừng làm việc quá sức, tránh suy nghĩ bi quan tiêu cực, tốt nhất hãy duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Cách quá giải cho các tội phạm thải tuệ năm giáp thành 2024 Khó khăn, thách thức trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi với bất cứ ai, dù trong năm bản mệnh có vướng phải hạn thải tuế hay không. Vì thế, cách tốt nhất để hóa giải xô xẻo, tăng thêm phúc phần chính là rèn luyện chính bản thân mình bằng cách luôn giữ tinh thần bình tĩnh, tỉnh tảo trong mọi tình huống, dũng cảm đối diện với những sai lầm bản thân, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Cẩn trọng khi tiến hành những việc lớn như kết hôn, mua nhà, động thổ. Nếu tiến hành, cần chọn ngày lành, tháng tốt để hóa giải những điều không may mắn. Trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, cũng nên suy tính kỹ càng, tránh làm việc theo cảm hứng nhất thời cần chú ý an toàn bản thân, hạn chế đến những nơi hoang vu, hẻo lãnh, hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm, đua xe, nhậu nhẹt, cờ bạc. Nếu mắc bệnh thì trở nên coi thương mà cần khám chữa trị kịp thời. Nên hành thiện tích đức, hãy luôn đối diện với mọi việc, mọi người với thái độ thiện trí, đừng nghĩ tới việc hãm hại người khác. Nếu gặp người có hoàn cảnh khó khăn, hại nhiệt tình giúp đỡ lòng tốt của bạn sẽ được báo đáp trong tương lai